Tại vì mình tới cái lại này, cái sông này kêu sông cái lại. Không, mà nhiều khi tới cái lại mà sông tên khác rồi đâu có biết được. Bây giờ nè, cô sẽ dẫn con đi tới cái đường Ba Dừa. Đường Ba Dừa? Ừ. Có cái gì đó? Nghe nghe cưng nha. Tự nhiên tới cái lại rồi tới cây dừa nữa. Nhưng mà cái này gọi là đường Ba Dừa. Có nước dừa hay gì? Không, có đồ ăn ngon. Có không? Dạ. Quý vị ơi, Việt Hương hôm nay đi cùng với nghệ sĩ Gia Bảo trong chương trình Những Món Ăn Vặt Việt Nam của Việt Hương thực hiện. Chương trình được sự đồng hành của nhãn hàng dầu ăn cao cấp Mezango. Xin chân thành cảm ơn nhãn hàng. Nhờ có nhãn hàng, Việt Hương đã quay được rất nhiều gian bếp nghĩa tình cho các bé bệnh nhân ung thư, cho các bé nghèo cơ nhở, người nghèo và người bệnh nhân già, bệnh nhân cơ nhở. Nói chung là làm được nhiều bếp từ thiện. Xin chân thành cảm ơn nhãn hàng. Và Những Món Ăn Vặt Việt Nam tất nhiên là mình phải đi ăn. Hôm nay dẫn được thằng cháu đi ăn phải dẫn cho mình những cái món đặc sản. Bây giờ mình đi trên quãng đường đó là cây lậy Tiền Giang. Mình ăn ở tại cây lậy trước. Đi. Cây lậy, ăn cái gì ta? Có ngon mà. Thử nha. Thử thử. Trời ơi Bảo ơi, giữa trưa nắng con đứng con chờ con đi đâu Bảo? Cái đường nó dễ kiếm lắm. Dễ lắm Bảo. Con đi ha, trên đường cây lậy. Ngã tư cây lậy. Ngã tư cây lậy. Ý sao nhớ đường hay à? Quẹo vô cái đường này là đường gì? Ba Dừa. Ngã Ba Dừa. Chỉ ta hay lắm. Hả? Chỉ ta hay lắm. Mày thấy thèm quá, thèm rưa, khói thèm quá. Chị Diễm á, chị Diễm. Dạ. Chị thì chị chủ, chị để tên Diễm mới biết Diễm luôn à. Diễm, dạ. Cho em phần đặc biệt nha. Hai cô cháu em từ Sài Gòn xuống đây. Thấy không? Giữa đường xá xa xôi, ghé vô cái lại ngay ngã Ba Dừa ăn của chị Diễm món gọi là bò lá lốp với bò nổi chay. Thử coi ngon bằng ở Sài Gòn hay không. Rồi vô, phần đặc biệt cái chị Diễm. Dạ. Dạ. Rồi vô đây. Dạ. Rồi ngồi xuống. Đây cô cháu mình. Đây làm bữa nha. Rồi. Bảo. Mình nói tới là sông nước miền Tây là tao gòi luôn. Hiểu không? Nhiều khi ra sau nhà Bảo ha. Đúng rồi. Có cái ủa con, mà con có biết là Ba Dừa là tại sao được gọi là Ba Dừa không? Sao vậy? Làm sao mà con biết được? Sao? Vậy chú quá. Tại sao được gọi là Ba Dừa vậy chị? Em không biết đó. Đó. Chỉ còn không biết làm sao cô cháu mình biết được. Vậy nó hỏi chi vậy trời? Nó hỏi chứ mình nhiều khi mình biết cái sự tích. Nhưng mà Phương nghĩ nè, là chắc ngày xưa dưới đây trồng dừa nhiều. Đúng không? Rồi tao gọi là Ba Dừa, tao nghĩ là vậy. Đó. Bảo nó ngộ ghê quý vị. Cái bo đì của nó vậy đó, cái bo đì của nó vậy. Mà lấy bánh tráng lên cái nó bỏ bún vô, nó không bỏ rau, thiệt tình luôn. Còn em bỏ rau vô nè, quý vị thấy không? Đó, bỏ vô. Nhiều khi nhà quý vị, em cuốn cái cuốn á, ăn xong á, nhà em á, bà chị hai em nói, thấy cuốn cái cuốn nó cỡ quá. Cuốn sợ ra đường, ta đánh giá mình hiểu không? Trời sao cái giọng em can dữ quý vị. Em đâu có nói nhiều đâu, nhà em nói có 7.000 chữ hà. Giọng càng dễ sợ luôn á. Không ra chưa? Ngon quý vị ơi. Nhìn cái rau thôi là em thấy chịu rồi đó. Mà thì con có biết bao nhiêu một phần không Bảo? Một phần thế này các bạn qua là 20.000. Đó, nhưng mà hình như 20.000 là một món thôi. Đúng rồi. 40.000 một phần là 20.000 đó quý vị. Là một cái gọi là, cái này là bò cuốn
mỡ chài. Đúng rồi. Là quý vị biết không? Là cái phần mỡ chài này là cái phần mỡ là phần mỡ xa này nè quý vị. Hả, cái rồi gì? Người ta mới. Vậy. Hả? Vậy hả? Nó cũng bỏ. Thì mình phải ví dụ thực tế. Ví dụ mình. Đâu rồi khách người ta ăn người ta biết cái phần mỡ cái này đó đâu. Cái đó của con bò. Con bò hả? Chỉ qua bên đây vậy. Thấy cái đó, bụng nó đã quá. Mỡ vậy. Đây không phải con bò. Quý vị ơi, bây giờ em là em cuốn cái này là mở mở chài trước ha, xong mình cuốn cái lá lớp sau nghe con. Mình cuốn con cuốn gì trước ạ? Cuốn cái chuột. Trời đất ơi, tiệt cái thằng này tiệt. Kêu nó đi vợ đi ăn thử món mà nó cuốn ngay cái chung luôn. Rồi, ăn nó khác nhau nha. Rồi em cuốn nha quý vị nha. Quan trọng á là cái ngon hay không á. Những quán lề đường là quán giặt này nọ là ở ngoài đường á mình kiếm được, cái quan trọng không là cái nước chấm ha. Chấm này mắm nêm với thơm. Cái gì? Lâu lâu dẫn cháu đi chơi. Do vai vế ngày xưa vì con diễn chung với lại chú Hà Linh của Bảo, cho nên là vì con kêu Hà Linh bằng anh Hà Linh. Thì Bảo là giai cháu ha, thành ra là Bảo nó kêu qua Việt Hương bằng cô luôn. Cũng cô cháu cũng vừa rồi. Lâu lâu dẫn con cháu nó đi ăn. Mà ăn chật một cái nó giận. Tại vì cái body nó mà ăn chật nó ghét lắm. Ăn dở nó ghét lắm. Ngon quá hả? Ngon quá vậy ơi. Nãy là con ăn cái mỡ chài ha. Giờ ăn thử cái lá lớp nè. Quan trọng cái lá lớp còn xanh ươm. Cái mỡ chài nó thơm. Mà nó bé bé cũng bị mỡ. Đó, chấm vô đây cái nước chấm á, đúng là cô nói cái nước chấm rất là ngon. Nó có cái vị nó mặn mặn, nó ngọt ngọt, do nó có thơm nhiều chứ nó ngọt ngọt, để nó làm cho vừa ăn không có bị mặn quá. Chứ thường mà cái món này á là cái mắm nó rất là mặn, nó không khéo nó bị mặn lắm, ăn nó sẽ bị không có vừa vị, nhưng mà cái này nó rất là vừa. Quý vị biết không, em đi làm chương trình Những Món Ăn Vặt Việt Nam, nhưng mà khi mà em ngồi nghe Gia Bảo, tại em biết nó từ hồi nhỏ xíu quý vị, hồi 6-7 tuổi á, nó hát riết với em từ giai con, giai cháu, giai quần chúng, giai ai cái chết liền. Cho tới nay nó có vợ có con luôn rồi. Trong cuộc đời có nhiều cái nó sẽ không vui, có nhiều cái nó sẽ vui, nhưng mà tự nhiên sao Việt Hương không ăn mà không nghe về món ăn của nó, mà thấy cái cách nói chuyện của Bảo á, đúng là mỗi một người nó có một cái thời gian nha quý vị nha. Ví dụ cách đây 10 năm về trước cái cách của Bảo nói chuyện với em khác, 10 năm về sau cái cách nó khác. Thì Hương nghĩ giống như cái miệng của mình cũng vậy, cái cảm giác ăn uống của Việt Hương sau khi đi, Hương đi rất là nhiều và ăn rất là nhiều, và hình như món nào Hương cũng ăn, món nào Hương cũng thử. Thì cái cách của mình nó cảm nhận về món ăn mỗi vùng miền, cảm nhận về cái cách pha chế, cảm nhận về cách nấu nướng nó khác. Giống như Bảo á, ngồi nghe nó nói thì mình nói là thằng Bảo nó, mình nhìn nó mà mình không có nghe món ăn nha quý vị, mình nhìn nó cách nó nói về cái món ăn thôi, cách nó tả thôi, thì mình nói trong bụng mình, nghĩ bụng mình á, nói Bảo đừng buồn, thấy nó già dặn quá, nó không có như ngày xưa. Có thể là trong cuộc đời có nhiều cái biến cố làm cho Bảo cái cách gọi là sao ra, cái cách biểu tả một cái lời nói hoặc một cái câu văn hoặc cái sự việc thấy nó già hơn, phải không con? Dạ. Có thể là một có thể là mình trong cái chiến thắng hoặc là trong cái lúc mà mình vang dội tên tuổi á, mình quên đi hết cái cách biểu cả tình cảm của mình, cách nói chuyện với mọi người như thế nào. Nhưng khi mà mình có một cái điểm khuyết nào trong cuộc đời, tự nhiên mình ngồi mình lắng động lại, tự nhiên cái cách của mình nhả chữ, cách của mình nói chuyện, có thể là do cái năng lượng của Hương khi nói chuyện Hương cho người bên cạnh hoặc cho các bạn nhiều, để các bạn thấy ồ, cái việc Hương nói rong rổn ra rã, nhưng mà cái cách cảm nhận nó khác nhau quý vị. Việc Hương cảm nhận được Bảo nói chuyện nó già đi, nó điềm đạm đi, nó làm như nó có hơi có sự u uất, không ai nấu đồ ăn cho ăn sao. U uất không ai nấu đồ ăn cho ăn, đã lâu lắm rồi không ai nấu đồ ăn cho nó ăn rồi. Buồn cơm đường cháo chợ quý vị, em nói thiệt chứ quý vị nha, em được cái phước là em mà không có gia đình chồng đồ gì bên cạnh, nhưng mà được cái hồi mẹ em còn và chị em bây giờ là vẫn là người hiện hữu để mà nấu đồ ăn cho em ăn. À, cho nên cái bữa cơm nhà đối với em, làm gì làm bữa cơm nhà của em chỉ có một mình à, bởi vì nhà rất là neo đơn thì dọn bữa cơm thôi quý vị. Bữa cơm gia đình nó rất là quan trọng. Nhiều khi chị hai em ăn rồi, còn mình em à, bà cũng dọn cho em chén cơm nha, không bao giờ bới tô. Chén
cá, canh, xào, rau, hư đàng hoàng cái gì á. Đặc biệt đôi đũa và cái chén của em rất đẹp quý vị. Rồi em ngồi em ăn rồi bắt đầu chị em mắc kể những chuyện đâu tào lao chứ đúng. Nhưng mà rất là vui. Nhiều khi cái đó là cái chia sẻ á. Bất kể ba cái chuyện nào đó không à. À cái bàn sớm kia ba làm cái gì, hôm nay chị ra chợ chị mua cá này cá kia. Có thể những cái đó mình không có quan tâm quan trọng đối với mình, nhưng mà nó là cái niềm chia sẻ của người nấu nướng gia đình. À cái người gia đình á, họ cần kể hoặc là họ cần nói những cái điều mà nó mình không cần nghe cũng được quý vị, nhưng mà họ chia sẻ họ đã lắm. Cho nên khi mà Hương ăn á rất là áp lực, nhưng mỗi lần nghe bà chị bắt kể chuyện gì đâu á, nhiều khi mình quay qua hỏi ủa chị giờ nói chuyện gia đình ta mà chị cũng biết luôn hả? Biết chứ Hương, để à biết chứ Út chứ, để tôi kể Út nghe là bắt đầu bà kể thao thao bất tuyệt gì đó. Thì cái đó cũng là một cái kinh nghiệm nha con, một cái kinh nghiệm sống á. Có thể là mình đi á mình cảm thấy nhiệt ở ngoài đường mình rất là nhiều, nhưng mà khi mình về cái bữa cơm gia đình á, con đi ăn với cô Hương nghe, rồi nghe cô Hương bà nói rộn rãng vậy đó, nhức đầu về cái bắt đầu ngồi nhớ. Và như con ăn vậy giống như ăn cơm gia đình á, thì sẽ nghĩ rất là thèm bữa cơm gia đình. Cho nên bữa cơm gia đình rất là quan trọng nha quý vị nha. À, có thể là mẹ mình hay cái người hay nói à, mẹ mình là người hay nói nhất á, mình về mình ăn mới nói lắm nhân dặn lắm nhân mình hết sức luôn. Nhưng mà tự nhiên cái bữa nào thiếu bả tự nhiên thấy đúng rồi, ủa bả đâu ta. Mà quý vị thử để sáu tháng tới một năm đi, quý vị sẽ thấy cái cảnh đó ha, nó rất là hay. Nhưng mình đang nói về cái cảm nhận món ăn, tại vì món ăn này đối với Việt Hương nó không phải là cái món mà để cho người ta buôn bán không. Có thể là cái cô này cũng nấu trong gia đình của ăn luôn á, ăn rất là sạch sẽ ở ngoài lề đường quý vị, bụi lắm mà rau bả làm tươi ngon dữ làm sao á, giống ủ lá chuối hay gì ngon lành. Bún ngon, cái quan trọng nước nêm, bột nước nêm này nè là cái nước chấm này rất là quan trọng, thì nêm vừa ăn đúng rồi. Dạ yeah. Và cái thịt hay là cái rau cuốn mình ăn mình tự tin lắm quý vị. À, lá lốt thì rất là nhìn thấy nó bự và sạch. Yeah. Ngon quý vị. 1 2 3 4 5 6. Nãy con chưa ăn này hả? Ăn một cái. Một cái là 5 viên. 5 viên đó. Thì là 5 viên 6 cuốn. Đúng rồi. Năm cái viên tròn tròn gọi là bò muốn cuốn mỡ trà với lại sáu cái bọc cuốn lá lốt. Đúng rồi, nó mang đúng là cảm giác rất là sạch. Tại vì cái món này mà không khéo nó sẽ bị dơ đó. Cho nên đúng là nó sạch từ rau cho tới bánh tráng cho tới cái bún. Đúng là tới cái này như cả cái bánh chấm nữa. Nó rất là sạch luôn mà ăn thì nó rất là ngon. Cái dòng mà ăn mấy cái ra mà mình cảm giác dơ quý vị, cái tự nhiên lòng mình nó ăn nó mới đã. Đúng rồi, nhớ không? Đúng ăn rồi. Cái dòng rau nó bị lợn cợn có chịu á. Dạ. Ngon, được, hợp lý. Cái lạy nha quý vị ơi, ngay ngã tư ngay cái lạy. Từ cái lạy quẹo vô ngã ba, quẹo vô Ba Dừa. Ba Dừa à, cái hướng chợ Ba Dừa. Cái hướng về chợ Ba Dừa. Quán cái chị tên Diễm, dễ kiếm lắm quý vị ơi. Cái đường này rất là bự, đường rất là bự, chạy trên đường á. Rồi cái là bên lề có bà bán cái quán sạch sẽ hợp lý, rau dưa ngon lành. Rồi bà đứng bà quạt, bà đẹp gái lắm. Bà này chắc còn trẻ, nhiều bồ lắm. Không bao giờ đang ăn xong thấy chồng bà đi ngang giả một cái người ta. Vậy em cũng rảnh quý vị, bà cao ráo đẹp lắm quý vị, đẹp gái lắm, trắng tinh nè, thấy cưng lắm. Làm đồ ăn thấy sạch sẽ gọn cái tay lắm, cái tay chân mới làm thấy gọn lắm, gọn là biết đâu nấu ăn ngon rồi. Hay tại vì mình cái nết mình khoái ăn đồ mình tay ta. Đúng rồi. Không có đâu. Mình ăn nhiều dùng miền mà. Ha. Ngon. Ngon chị Diễm ơi. Chị Diễm ơi, chị Diễm. Chị nhờ chị ba chị bảy nè quạt chị, tôi sợ khét có tôi mời chị nói chuyện tôi xí được không? Hai cô cháu vô ăn cái mỏ gọn lõn à. Mình nói cái tay ta làm gọn lõn mà mỏ ăn gọn lõn. Bây giờ phải chi mời được bà chủ là chủ bà chủ. Bằng người tay cho nhỏ gái làm mời bà chủ ngồi đây bà chủ. Nghe à. Chị sanh ba bà lớn lên ở đây hả? Dạ em thì có chồng về đây, mà nhà em thì cách đây khoảng chừng chục cây số. Ừ, nhưng mà mình cũng là tại ở. Dạ, dạ đúng rồi, đúng rồi. Tại ở gọi là Mỹ Tho. Dạ, cây lại. Cây lại. Dạ. Rồi là ở bao nhiêu năm sinh ra để lớn lên đây là sao? Dạ em có chồng về đây là nay 27 năm. 27 năm. Thấy đứng nó làm cái tay nó dẻo quẹo à. Đó. Hai cô cháu mới vô ăn
là rau dưa ha, thấy là sạch. Quan trọng là mình ăn cái món này á, nhìn cái rau sạch đó mình mới đã. Đúng rồi. Đó. Rồi còn bảo là nó phải dùng nước chấm. Nước chấm á, có nghĩa là cái nước chấm thường cái này mà làm khéo cô nó rất là bị mặn, đúng không? Mà cái này mà nó mặn ăn nó không ngon, mà cái này nó ngọt. Bí quyết gì chị? Bí quyết gì? Dạ em cũng làm bình thường thôi chị Hương, tại vì thường thường thì sáng em vậy là em nấu nước sôi. Ừ. Xong rồi cái em mới để đường, để đường để tiết bột ngọt. Ừ. Vô rồi cái bắt đầu là em để nó sôi lên, em để nó nguội. Ừ. Rồi vậy là tới giờ em đi là em xay khớp, em xay trong cái cối, xay sinh tố á. Em khớp gọt sạch, về rửa gọt sạch cái em để vô cái cối sinh tố em xay. Nhưng mà một có bỏ nước vô không hay là cái khớp đó mình vắt cái nước rồi mình vắt dạ các bạn? Dạ không, em xay trong cái cối xay sinh tố và là để luôn vô. Dạ. Dạ nó đã nó sờ sờ sờ. Dạ đúng đúng. Dạ. Rồi lúc bỏ đường nè, bỏ khớp nè, dạ. Rồi lúc đó mới bỏ nó mắm. Dạ, chừng nào em đi bán em mới bỏ mắm. À. Dạ. Có nghĩa là hai thứ kia là chánh á. Dạ, xài miếng xả, có miếng xả vô. Miếng xả vô nữa. Đó là bí quyết rồi, còn gì nữa bà kể ra trơn à. Có nghĩa là có miếng xả vô nữa mấy con, dạ, con mới ngon. Bởi vì cái này á, vì cô rất là đi chương trình á thì thường bớt ăn mắm lại, kiêng lại, dạ. Là tại vì mình ăn vậy lỡ đi đường nó chột bụng, dạ. Mẹ đường rất là xa. Thành ra là khi mình ăn á mình rất là kỹ, dạ. Mà thấy cái này là không có nghe mùi mắm nhiều, dạ. Mà nghe rất là thơm ngọt ha. Thành ra là cái này chị Hương yên tâm, tại vì em làm em cũng ăn, gia đình cũng ăn, thành ra em làm toàn là đồ. Nãy tôi chưa phỏng vấn chị Diễm này, chị làm giống như làm rồi sẵn nhà có ăn, dạ, ăn đúng luôn rồi, á, dạ, đúng rồi. Là cái rau cái lá mà lá lốt cái lớp nè, cuốn cái rau nhìn nó cũng sạch sẽ chỉnh chu mà giống như rửa sạch sẽ về, dạ, dạ. Rồi bắt đầu cuốn nè, không có phải như là mình nghĩ là ở ngoài lề đường thì người ta bán buôn bán rồi mình sợ là nó ẩu tả. Nhưng ở đây nhìn cái dĩa thịt nha quý vị, đã ăn xong hương vị Hương ăn rồi, thấy chỉnh chu cục thịt nào ra cục thịt đó, năm cục. Cái này nè, cái lá nó xanh đẹp mà họ cuốn nhìn giống như làm cho nó đã cái nư á ha. Vậy là ở nhà chắc khéo lắm hả? Không mê dữ lắm hả? Khéo ha. Thì em làm thì nói chung thì ở nhà gia đình thì làm cũng ăn trong gia đình rồi. Dạ. Là mình bán ở đây là được bao nhiêu năm rồi? Dạ em bán này được 10 năm chị. 10 năm, nhưng mà cái quán này là của mình, là cái nhà này của mình luôn hay mình mướn nhà thôi? Dạ không, nhà này là nhà em mướn chỗ bán. Dạ. Nhà em là xích Đại Đẳng ngay chợ Tâm Long đi vô tí. Dạ. Nhà em trong vườn. Trong vườn. Dạ. Ngày bán mấy trăm cuốn chị? Ngày là em bán 100 cuốn, 100 phần. 100 phần. Dạ. Dạ, một phần là bao nhiêu tiền ạ? Dạ, một phần là 20 ngàn. Phần 20 ngàn. Là ngày bán chừng trăm mấy chục phần mà bà khéo, bà bán lanh tay lẹ mắt. Quý vị ơi, có 20 ngàn một phần thôi mà tại vì em với Bảo ham hố ăn cái hai loại, hai loại là quý vị nhìn kỹ giùm em nha, hai loại là một loại á là cái viên thịt mỡ chài và một loại á là lá lốt nha. Rồi, chị Diễm bán 10 năm, ngày bán có mấy trăm cuốn à, bán nhẹ nhẹ nuôi chồng với con. Quý vị dễ ẹt nha, đi trên gọi là gì con quên rồi. Đi ngã tư cây lại. Ngã tư cây lại. Quẹo vô đường Ba Dừa. Số nhà 8 868. Bà đọc như chơi sổ lô tô vậy. 8 868. Đó, đọc cái nhịp. Cái nhịp săn cớp đàng hoàng, nghĩ nhẹ. Đó, đọc lại nè. 2 3 8 8 6 8. Rồi gì nữa? Bà cười. Bà đọc luôn rồi. Hả? Cái gì nữa? Khu phố 2 của phường 5 thị xã Cây Lậy. Khu phố 2. Rồi gì nữa? Phường 5 thị xã Cây Lậy. Thị xã Cây Lậy. Cái gì? Thấy không? Cảm ơn quý vị nha. Rồi bây giờ chị Cương ăn một cái món khô trên đường cây lại rồi. Rồi chị bán tiếp đi, cảm ơn chị Diễm nha. Dạ, chúc chị trẻ đẹp hoài vậy nha chị. Dạ, bán đồ ăn ngon vậy hoài nha. Trời ơi. Em chúc chị Hương với Gia Bảo nha, ngày khỏe. Dạ. Đẹp. Dạ. Thành công trên công việc. Bán xong mà lần sau gặp lại là coi như chị đẹp. Bên này luôn nha. Trước ngay. Rồi, bây giờ rồi mời chị. Cô còn bụng không? Mình phải ăn hết cái này này đúng luôn. Đúng rồi, nhưng mà bây giờ nếu ăn hết thì cô còn bụng nữa không? Chị ăn nữa. Ăn gì ạ? Bây giờ lỡ mình đi cái con đường này rồi ha. Bây giờ tới Mỹ Tho, mình sẽ đi tới Mỹ Tho. Cô thích cái gì? Cái món khô rồi, giờ cô thích món nước. Món nước đúng không? Đúng. Tới Mỹ Tho mình sẽ ăn hủ tiếu Mỹ Tho. Ở Mỹ Tho là đặc biệt nó có hủ tiếu Mỹ Tho quý vị, rất lạ lắm. Cho nên là nãy là em thấy bình đường ngon, thiệt tình là em không có biết đâu quý vị, em tấp vô em ăn. Thì bây giờ em kêu Gia Bảo tới, phiên Gia Bảo chỗ tài dẫn cô Hương đi ăn hủ tiếu Mỹ Tho ha. Trước khi đi hủ tiếu Mỹ Tho mình ăn hết cái phần này đã. Rồi, đi vô. Rồi bây giờ còn hai cô Diệp Hương còn dư lại hai viên này, con ăn phụ cô Hương. Rồi. Trong lúc con đang ăn, cô Diệp Hương qua phỏng vấn hàng con rể hụt. Dạ. Của con ta em nhà qua bla con rể luôn, nhà qua hỏi luôn. Con ở đâu? Con ở Lai Dung. Lai Dung Đồng Tháp. Cái gì? Ở đây cây lại mà Lai Dung Đồng Tháp, vậy là con là đi lên đây làm hả? Dạ con lên đây làm. Còn con ở đâu?
còn Đồng Tháp Lai Dung. Ồ, thằng này Lai Dung Đồng Tháp, thằng này Đồng Tháp Lai Dung. Quý vị thấy ghê chưa? Cùng một điểm đó, chắc là sớm đó quý vị. Con làm nghề gì? Con bên bán thuốc sâu, kinh doanh thuốc sâu. Bán thuốc sâu, quý vị thấy không? Nghe cái tên thôi là biết rồi. Yêu thương cây cối cho nên tình thương bán thuốc sâu. Có con sâu nào nó xịt thuốc sâu chết. Đó. Rồi con cũng đi làm chung với bạn. Dạ. Rồi con ở lại rồi cuối tuần mới về. Dạ. Dạ. Đọc lại địa chỉ lần nữa. Dạ. Con ở xã Định Hòa, huyện Lai Dung, tỉnh Đồng Tháp. Dạ. Cảm ơn hai đứa đã cho cô Việt Hương phỏng vấn nha. Dạ. Cô đã đi trên đường này quay chương trình Những Món Vật Việt Nam. Dạ. Nếu như mà tụi con nãy giờ nói chuyện với cô thân mật vậy, cô nghĩ là tụi con cũng đã từng xem chương trình này tại vì yêu mến nè. Dạ, ha. Dạ. Coi chương trình Những Món Vật Việt Nam. Dạ. Thì cô là món ngon món gì là cô cứ tấp trên đường cô ăn thử. Thì đang trên đường Sài Gòn về tới đây là tại cái lại thì con ăn. Trước tiên mình đi làm cực khổ, cứ tuần mình mới về quê mình Đồng Tháp là 70 cây, lái xe chạy xe mệt ha. Dạ. Thì ví dụ như một phần ăn trưa của con là 6 cái cuốn này mà 20 ngàn, con thấy cái giá này còn hợp lý không? Dạ cũng hợp lý cô. Hợp lý. Dạ. Còn con ăn con thấy sao? Dạ. Thấy lần đầu tiên ăn mà thấy ngon. Ngon. Cái nước chấm ngon không con? Dạ ngon. Hợp lý ha. Thơm. Với lại vậy nè, mình trai á, với lại tụi con mới 20 mấy à. Dạ. Nhiều khi thanh niên đồ gì, nhiều khi cô gái này nọ ăn mắm vô, hiểu không? Nhưng mà ở đây á, là thơm đúng không? Dạ. Cô chị cô ăn vô nghe mùi mắm. Vậy thì con quay trở lại đi ăn được bao nhiêu lần rồi? Con ăn đây 4-5 lần rồi cô. 4-5 lần. Dạ. Thì là hai đứa là chọn ra đây. Con ăn 4-5 lần rồi con thấy là rẻ. Dạ, rẻ, hợp lý. Hợp lý. Ngon. Ngon. Sạch sẽ. Sạch sẽ đúng rồi. Dạ. Cô thích cái ở đây sạch sẽ không? Nhìn thấy sạch ha. Dễ kiếm nữa. Dạ, chạy trên con đường này con tắp vô con ăn. Dạ. Nói chứ cô rất là cảm ơn con nha, tao nói chờ đánh tránh bữa ăn nhào vô nói quá nói luôn. Dạ. Cảm ơn thương rất là nhiều. Dạ. Cảm ơn Ngân rất là nhiều, đặc dạ. biệt là hai đứa là fan. Dạ, nó coi mình là mình vui quá. Dạ. Còn biết là Việt Hương ra một cái sản phẩm mỹ phẩm hương thị đòi sức cho đẹp nữa. Rồi cảm ơn hai đứa nha. Dạ. Chúc hai đứa là có duyên dễ thương vậy là mau có bồ ha. Dạ. Khi nào có dạ. bồ nhớ nhắn Facebook của Việt Hương nha. Dạ. Nói cô ơi con là Ngân với Thương nè, có bồ rồi nha. Dạ. À, tôi yêu cầu là cái chị quay Vinh này làm ơn cận giùm hai gặng trai em để nó kiếm được vợ. Rồi cảm ơn tụi con nha. Dạ, ăn ngon miệng nha con nha. Dạ, cảm ơn. Dạ. Việt Hương với Gia Bảo xin tặng cho chị Diễm một cái thùng dầu ăn. Dạ. Của Mezzan Go. Để vừa nãy thấy làm đồ ăn rồi chiên đồ vậy ha. Lấy cái này chiên cho nó đã. Dạ. Dạ, cảm ơn nha. Chúc sức khỏe nha. Dạ. Chúc lúc nào cũng nụ cười tươi vậy. Đặc biệt đọc số nhà cho khách rồi mình phải đọc sang khớp chứ không này. Tâm, tâm số 8 vậy hả nghe không? Nghe không? Rồi, sức khỏe nè, vui vẻ nha. Dạ. Bán đồ ăn ngon hoài ha. Dạ. Dạ Việt Hương với lại đeo vàng nữa nhiều vô đó. Bảo nó chút cái này là bả khoái nhất. Dạ nhớ đeo vàng thêm bên ba cây này đeo hết rồi hết. Dạ. Chị cây nào mà chị đeo tới nắc rồi chị báo tụi em xuống nha không. Dạ nó vàng nó tràn xuống á. Dạ. Dạ quý vị ơi, quý vị đang theo dõi chương trình Những Món Ăn Vặt Việt Nam của Việt Hương thực hiện. Xin chân thành cảm ơn nhãn hàng dầu ăn cao cấp Mezzango đã đồng hành cùng Việt Hương. Nhờ có nhãn hàng Việt Hương đã đi rất nhiều gian bếp nghĩa tình để nấu cơm cho các bé, bệnh nhân nghèo, các bệnh nhân ung thư và người già lớn tuổi nghèo và cơ nhỏ. Xin chân thành cảm ơn nhãn hàng. Và hôm nay cảm ơn Gia Bảo đã đồng hành cùng với Việt Hương đã đi nhiều quãng đường nữa để kiếm nhiều món ăn ngon trên chương trình Những Món Vật Việt Nam. Khi quý vị xem vào thứ bảy hàng tuần, quý vị làm ơn bấm cái nút subscribe hoặc nút đăng ký bên này màu đỏ giùm em nha. Chia sẻ giùm em nha. I love you.